Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi sáng hôm nay tôi và anh Nông Tiến Sĩ có chuyến công việc đi xuống dưới Lục Yên để tham dự những sự kiện văn hóa ở đây. Và bây giờ chúng tôi đang dừng chân bên đường theo gợi ý của anh Nông Tiến Sĩ là có một cái phiên chợ phiên ở đây vào ngày thứ sáu. Chợ phiên nó như thế nào thì chúng tôi xin nhờ anh Nông Tiến Sĩ giới thiệu cho mọi người được biết nhé. Thưa các bạn, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12. Trong một cái chương trình kế hoạch của chúng tôi đi từ thành phố Yên Bái, chúng tôi về dự một cái lễ hội gọi là lễ hội miền đất Ngọc ở huyện Lục Yên và về một cái vùng quê thuộc thôn Khâu Phá, xã Minh Tiến để trao một cái món quà của một cái nhà tài trợ cho bà con ở cái thôn Khâu Phá. Dọc đường đi, trên đường đi thì chúng tôi gặp một cái chợ, một cái thị tứ ở nơi đây, đó là xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Chúng tôi muốn mời các bạn tham quan một cái chợ phiên của bà con ở xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Ở nơi đây thì có người Dao và người Tày, để các bạn xem là cái sản vật của người Dao, người Tày của bà con ở đây, người ta sau khi sản xuất người ta đưa ra chợ để trao đổi có những cái mặt hàng nào nó đặc biệt các bạn nhé. Mời các bạn theo chân chúng tôi. Em ơi, vỏ khoai ăn trầu. Vỏ khoai à? Để ăn trầu, đúng rồi. Khi cổ, bà khoai cổ đó hả anh? Hay cái là này không, cái cây vỏ cây. À, vỏ để cây. Các cái bà mế ăn trầu là có cái này dùng vào là rất tốt đấy anh ạ. À, vỏ trầu, vỏ khoai ăn trầu. Ăn trầu của người đồng bào. Ăn trầu thì người ta giã nó ra. Không, người ta bóc từng miếng này kèm với cái miếng trầu không. À. Để mà người ta ăn trầu. Lúc còn nhỏ thì lúc còn bà mẹ tôi còn sống thì đi chợ đây là một cái món mà tôi không thể quên được anh ạ. Vâng. Phải mua cái này về biếu bà, vì bà rất quý cái này ở làng tôi là rất hiếm. Làng tôi bây giờ là không còn cây cho nên là rất hiếm. Nhưng mà đấy, cây này là cây rừng hay là cây trồng anh? Cây này gọi cây rừng. Đó cây là rừng cái à? Gì này chị nhỉ? Cái vỏ khoai. Vâng. Vỏ khoai để bà con người dân tộc ăn trầu. Tức là ăn kèm với lại trầu với lại. Không có cái vỏ này, miếng vỏ này nó sẽ đậm. Trầu nó đâu có chuyện. À, đâu đâu có chuyện. Nó sẽ đậm. Cái này là bán theo cân à? Bán một miếng thôi. À, một miếng. À, đây có cái cân thì chứ. À, bán theo cân. Một cân bao nhiêu em? 60.000 một cân là còn. Bây giờ không còn bán. Nhưng mà nhiều người là bây giờ cũng còn ăn trầu không? Có, nhưng mà không, nhưng mà mình không có bà nào để biếu. À, có ai hay không? À, mua được cũng nhìn rồi. Không mua được thì mình có cái bây giờ mấy cái gì rồi? Một rượu à? Rượu à? Cái ảnh nó làm về xấu này. Bà đẹp quá, bà đẹp quá. Đẹp à, bà là cái mặc cái áo đẹp thế nhờ. Đấy. Bà bỏ khẩu trang cho anh chụp tí đấy. À, đấy, đấy, quá đẹp luôn. Bà có ăn trầu không? Ăn trầu không? Ăn trầu tí nè, anh chỉ kỷ niệm cho con trầu chụp đi cho xinh gái rồi. Không phải không? Thôi cho ngắm thôi. Cho ngắm thôi. Vâng. Đấy là bà con xinh quá. Dao thì mình là dao đỏ nhỉ chị nhỉ? Dao trắng à? Dao trắng thì đặc điểm nó như thế nào? Dao trắng bây giờ đi ăn cưới là phải mặc quần áo khác. Nhưng mà đây mình không phải màu trắng. Hình như là phải mặc quần màu trắng đúng không? Chán ăn cứ rằm dâu mới mặc thôi. À, có nghĩa là sự kiện mũ bà đẹp thế. Lễ hội mới mới mặc đúng không? Vâng. Rồi. Đi đâu mới mặc hả? Đi dâu ấy. À, đi dâu. À. Đi làm dâu. Đi làm dâu ấy, phụ dâu. À, bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay sinh 54 ạ. 54, ô cũng được rồi đấy. Năm nay là cũng là được 70, gần 70 rồi bà nhỉ? 68, 70. 68. Vâng. Bà khỏe nhé. Vâng. Bà có ăn trầu không? Có. Ui giời ơi. Hôm nay hết, hết bỏ với mịn. Cháu mua cho bà 20.000 bán nhá. Vâng. Rồi đây. Em ơi bán cho bà 20.000. Tôi tặng bà. Để coi 20.000 được bao nhiêu.
chỗ này rẻ thôi mà. Được chưa? Chỗ lấy được cả. 25.000 nhất trí, nhất trí. Rồi. Mua tặng cho bà 20.000. Vâng. Nhá. Nhưng mà bà ăn như thế nào? Mềm hay đập phơi? Đập phơi à? Cái này nó chưa khô à? Mềm với đập phơi. À, rồi ăn với chầu hả bà? Vâng. Chầu này, vôi này. Vâng. Đấy. Thuốc lao này. Thôi cũng là một người trở thành một ông dân tộc. Cái này là người Tây anh nhỉ? Hay là người gì anh? Người Dao. Em là ờ, anh là cũng là Dao Lai Tày. Dao Lai Tày. Dao Lai Tày. Ô, xin nha. Thế cái này nếu như bà dùng thì được khoảng bao nhiêu thời gian? Cái này hả? Thì được một tháng nhỉ? Thế tháng sau bà lại lên đây xong lại gặp anh em chúng tôi, chúng cháu lại lấy nhá. Vâng. Cứ hẹn đúng một tháng chờ đây nhá. Vâng. Ờ. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Rồi. Đi đến đâu mai đến đấy nhá. Rồi. Đi đến đâu mai đến đấy à? Vâng. À rồi bà chúc đấy. Gặp bà Mán là đẹp hơn bà nhá. Gặp bà Mán nào đẹp hơn bà. Bà thì dài rồi. Rồi cảm ơn bà. Vâng. Vâng. Cái này là cải lương à bà? Cải lương à? Ừ. Bà để đấy cho con mua nhá. Con mua đấy, nhưng mà bà cứ để đấy cho con nhá. Ờ. Ờ. Thế thì đây là bánh chuối à chị? Đây là bánh chuối. Ồ, đây bánh chuối. Đây bánh chuối. Đây là bánh tẻ. À, đây là bánh tẻ. Đây bánh nhai. Ờ, bác ngay chuẩn bị ăn. Đây là bánh chuối, bánh tẻ. Đây là cái quả men đúng không bà? Vâng. Bao nhiêu tiền một xu? Anh đây kia lại tiền. Hấp ăn đi. Bà bán cho con 10.000. Ờ. 10.000 để con cái này để làm ủ rượu van để làm mắm được không? Có đúng không? Ừ. Phải có cái này đúng không? Cái này làm thưa các bạn, đây là tôi đã nung nấu rất nhiều, hôm nay mới gặp được một bà bán cái sản vật này. Cái này là của một người bà con. Bà ơi, thế cái này là làm bằng cái gì? Làm bằng gạo nếp ạ. Làm bằng gạo nếp với cái gì nữa? Với cây rừng à? Gồm có những cây gì? Đây bà, tôi đã mua 10.000 và bà cho tôi một cái túi để mà đựng, và tôi sẽ đặc tả cho các bạn biết thế nào là quả men lá nhá. Đấy, gọi là rượu men lá thì đây chính là cái quả men để làm ra rượu men lá, do đồng bào người dân tộc người ta bằng cái bột gạo nếp với lại những cái hương liệu ở trên rừng để người ta làm ra cái quả men này. Cái quy trình thì mỗi nơi thì có thể nói là một cái bí mật, nhưng mà muốn có rượu men lá thì phải có cái men này thì mới có thể làm được men lá, rượu men lá. Và thường hiện nay là phổ biến trên thị trường thì thưa các bạn là người ta sử dụng là đó là rượu men của Trung Quốc. Men Trung Quốc là như vậy là nó không tốt, cho nên là muốn có những cái rượu ngon mà không uống vào nó không đau đầu thì là phải dùng cái rượu, cái men này để làm ra cái rượu men lá. Thì có một số hình ảnh để các bạn khái niệm, tôi sẽ quay cận cảnh để các bạn ngắm một lần nữa. Đây, và đây là cái phần mà tôi đã mua để về tôi chuẩn bị làm rượu để uống Tết đây. Đây là chợ xã trung tâm Trúc Lâu. Đây xem mọi người. Cho kiểu ảnh nha anh. Cho kiểu ảnh. Rồi 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 20. Đây. Cho xin kiểu ảnh. Các cô gái xinh đẹp. Người kinh hay là người Dao à? Người Dao. Người Dao luôn à? Ở đây không có kinh đâu, toàn Dao hết. Toàn người Dao hết. Toàn Dao, thế là mèo luôn, toàn mông có mèo luôn. À. Dao hay Tày? Dao Tày đấy, đây người Tày đấy. Tày. Đây đi.
À đây các chị bán là rất là vui đây. À. Dao đỏ khăn đỏ à? Dao đỏ khác với dao trắng thế nào? Dao đỏ khác với dao trắng thế nào à chị? Dao đỏ khác với dao trắng. Khác như thế nào? Trang phục khác hay là ngôn ngữ khác hay là thế nào? Người thì giống nhau thôi nhưng mà mỗi tội là ngôn ngữ khác nhau thôi. Ngôn ngữ dao trắng dao đỏ khác nhau à? Vâng, khác nhau chứ. Như vậy nói ra là riêng chứ không hiểu được nhau à? Đúng rồi. Nhưng mà em bây giờ nói với những người dân tộc khác không biết được. À. Không biết người ta nói như nào mà mình nói như nào. Thế là người Dao mình có chữ viết không? Hay là có, cũng có chữ viết riêng à? Có. À, vâng. Nhưng mà bây giờ nhìn chị là cũng không phân biệt được. Nếu mà chị phải mặc quần áo người Dao, chị là Dao đỏ hay là Dao trắng? Dao đỏ. À, mặc trang phục Dao chứ. Đúng rồi. Dân tộc nào phải mặc trang phục đấy. À, bây giờ là không phân biệt được nếu mặc cái khác rồi. À. Đấy chị ơi, bên đây ngồi để lên hình nha, em lên hình từ nãy. Rất là vui. Đây, thứ 6 chợ phiên ở đây cũng rất là vui. Bán quần, bán áo, bán giày dép các loại. Đã đến mùa rét rồi cho nên là quần áo về mùa đông cũng được bày bán ra nhiều. Đây, cửa hàng này có vẻ đông khách đây. Đây là những chiếc mõ trâu mà bây giờ người ta làm bằng sắt rồi chứ không còn bằng tre nữa. Đấy. Nhưng mà cái mỏ này là nó hơi nặng cho nên mình treo lên nó sẽ không có, nó không có kêu gió. Thì con trâu nó đi thì ấy thôi. Đây là người bán gà. Giờ khá là đông vui. Cá. Có cái mùi đặc trưng của nơi bán cá. Chủ yếu là thấy người ta bán quần áo nhiều, giày dép quần áo, không thấy nhiều những cái hàng gọi là hàng đặc sản hoặc là những cái hàng dân tộc thổ cẩm gì nhiều mà toàn là những cái hàng quần áo của người Kinh. Rất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này này. Tê tay. Đây 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 đây, vừa đi lấy mày đây. Hỏi có thuốc tê tay không? Đây là thuốc tê tay đây. Bao nhiêu tiền một lọ đấy? 50.000. 50.000 rồi. Bây giờ 50.000 rồi, không có bây giờ 40.000 nữa đâu. Bây giờ đi hôm nọ không cho sang rồi. Thì bán cho hai người đi đi lọ cho được. Tê tay đây. Cùng nhau. Này chưa tê tay à? Nhà đây, nhà kia nó gọi là thuốc gì anh? Nó là thuốc gì? Nó là thuốc tê bì chân tay đau vai gáy xương khớp bóp mà để bóp mà. Có lọ không? Hả? Có chỉ loạn gì nhà đôi là tỏ chết là mày. Mua một lọ, đây là nhà nó lọ. Đấy mua. 50.000 một lọ thuốc bôi tê tay, không biết là thuốc gì. Ngay là cô ông chánh nhân mình khách của em mà. Đấy một dòng vào một vòng xung quanh coi người ta buôn bán cái gì. Loại gì đây? Các loại thuốc là kênh gì đấy? Dạ kênh nghe nông thủy sĩ đang hỏi cái hạt gì đây anh? Đây là hạt gì? Chất canh lọc lợn là nhất à? Anh thịt luộc anh chấm ngon, thịt lợn luộc, thịt gà luộc anh giá và chấm ngon lắm. Ôi giời, giá và chấm ngon à? Ừ, sao hạt nó to anh nhỉ? Hạt to là bọn em chọn hạt to đây nè. À, thế à? Cái nào nó chẳng, cái gì nó chẳng có hạt to nhỉ? Rồi, rồi, đây là to cũng nhỏ. Hạt to là bọn em bán à? Cái này mình bán như thế nào? Em bán hạt, ai thích mua hạt thì bán hạt. Bao nhiêu tiền một hạt? 10.000, 13 hạt anh ạ. 10.000, 13 hạt. À, như vậy là 10.000, 13 hạt. 10.000, 13 hạt. Ừ, thế đây tôi biết rồi. Có phải làm từ cây dổi ra không hả bác? À, nó lấy cái hạt dổi mà, hạt dổi quả, cái cây dổi nó có quả. Ờ, đây là một cái đặc sản, một cái hương liệu của vùng rừng núi đây. Đấy. Thế chị lấy cho tôi một 10.000 đi. 10.000. Cái này không không có cái này trên cây không ngon à? 10.000 nó thơm quá nhỉ, cái mùi nó rất thơm. Nghe bà con nói hay quá thì tôi ăn thử trưa nay, nếu mà ngon thì mấy nữa lại mua nữa. Cũng ngon lắm. Tức là họ đếm 13 hạt ra. 13 hạt thì 10.000. Về khô à, rang khô lên à anh? Rồi, cái này nướng. Nướng à? Ừ, 13 hạt nhé. Đấy, trả tiền cho chị đây. 10.000. Một làng thì được bao nhiêu hạt à? Có đấy. Một làng nó rẻ hơn 200 hạt. À. Đấy. Thế là đã mua. Rồi, về làm tiết canh. Rất là đặc biệt. Rồi. Rồi, xin cái này bán thế nào? 15.000 một làng à? Nhà cháu khó xem lắm. À, nhà cháu ở ngay đây thôi ạ. À, thế là đây là một khán giả của anh Trường Nguyễn. Vâng. Trên kênh Việt Nam Today và vâng. Vậy là chắc là cũng đã theo dõi chương trình một thời gian rồi đúng không? Vâng, nhà cháu xem lâu lắm rồi. À, được. Có biết thầy nông thủy sĩ chứ? Hôm nay là chúng tôi cùng đi chợ đây. Vâng. Em đang bán cái lá gì đây? Của cháu đây là lá cơm kìa. À, cơm kìa. Cơm kìa mục đích là gì nhỉ? Uống là gì? Cái đấy là dùng để chữa dạ dày. Chữa dạ dày. Vâng. À. Thế còn cái bao này bao gì? Cái này là chè chú ạ. Chè à? Vâng. Chè này chè gì nhỉ? Chè này chè kim tuyên. Kim tuyên, kim tuyên là sao thầy sĩ? Cũng không nắm được. À. Chè. Đây là một cái thương hiệu thôi. Vâng. Thương hiệu, vâng. Cơm kìa là thì là chữ dạ dày. Vâng. Một cân thì bao nhiêu em? Một cân 150 chú ạ. 150. À. Còn chè thì bán một cân là bao nhiêu? 100 chú ạ. 100 một cân. Vâng. À. Đấy là sản vật của bà con đấy. Sản vật. Đấy, vâng. Rồi. À. Đấy, chè không biết nhà mình có chè. Mình muốn thử nửa cân có được không? Được chú ạ. Nha, cho vâng. Chú nửa cân này. Vâng. Nha, để chú uống thử. Thế xem chương trình thì thấy thế nào? Hay quá, nhà cháu chưa khó xem lắm. Đến đi làm thì là phải bật kênh đấy lên xem thôi. Nhà cháu tức là vợ chồng cháu à? Vâng. Đây là một cô bán hàng tình cờ mà chúng tôi được gặp, cũng là khán giả của mình. Cho nên là cho nửa cân nhá. Vâng ạ. Rồi để mình xem thế nào uống con. Còn là chè gì quên rồi? Chè Kim Tuyên ạ. Kim Tuyên là sản xuất ở đâu? Sản
xuất ở tại đây là nhà cháu làm đấy ạ. À, tức là nhà cô có cây chè luôn à? Vâng, nhà cháu trên có chè, trên chè luôn. Này là tự sao tự hái, tự hái về xong sao đấy ạ. Nửa cân chè mà nó nhiều thế cơ à? Vâng ạ, đấy. Cái này là uống bao giờ mới hết đây? Các chú cũng uống dần dần, đảm bảo chè xanh luôn đấy ạ. Chè xanh. Vâng. Tức là cây chè nhà mình có to không? Sạch lợn sạch như giống như sạch tắm rửa sạch sẽ trong cái mổ Kim Quyên. Vâng ạ. Lần đầu tiên mình nghe. Nhưng mà nhá, về nói với chồng là đã gặp Kim Quyên nhá. Và đã mua chè nhà mình. Và có thể là xuất hiện ở trên kênh luôn nhá. Cháu tên gì? Tôi đến Năm Lạng ạ. Năm Lạng thôi nhá. Cháu tên gì? Cháu tên là Hằng ạ. Như vậy là trong cái chương trình đi tham quan một cái phiên chợ quê tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, thì chúng tôi nhà báo Trường Nguyễn đã gặp một cái khán giả và tên là chị Hằng, và nhà báo Trường Nguyễn đã mua chè sản vật của bà con. Cũng là một cái cơ hội để mà giao lưu. Vâng. Giao lưu với bà con. Anh sĩ mua là cái này tôi mua đây. Cái này rất đặc biệt. Đâu em muốn hỏi anh cái này là cái gì nhá? Cái này đó là cái có cái quả này có phải để làm rượu mê la không hả các bà? Đây là thế cái này làm được khoảng bao nhiêu cân gạo bằng đây. 10 quả này. Một yến nhỉ? Một yến à? À 10 quả là một yến à? Vâng. Đây cái nhiều cơ quan. Vâng. Đây là. Như vậy phẩm của tôi là để làm hai thứ. Vâng. Một là để làm rượu men lá. Vâng. Hai nữa là để làm rượu bống để làm cái mắm thịt lợn. À. Đây là cái sản vật của đồng bào người Tày người Dao. Đây là men lá thế à? Lâu lắm rồi tôi mới gặp được cái này là tôi mua luôn đâu ạ. À. Cái này là rất hiếm và rất quý đấy. Rồi. Mọi người uống rượu men lá là phải có cái quả men của bà con. một buổi đi chợ rất là vui và được bà con ở đây là cũng xem coi như thế nào nhá. Vâng, nha cô Hằng sẽ xem video tiếp nhá. Vâng. Xin chào cô nhá. Rồi. Để chúng tôi bảo mọi người xem này sẽ có thấy hình ảnh mình hết đấy. Nhá, ok nhá. Một sâu này một làm tính theo nồi. Tính theo nồi à? À. Đây là men lá. À, mới được một nồi rượu à? Thế chỗ này bác bán bao nhiêu tiền? 25 quả. 25.000. Chỗ này là 20.000 à? À, thế cháu mua nhé. Được không? Ừ, thế cháu mua nữa. Nhưng mà ông ơi, cháu hỏi là cái men lá là làm bằng như thế nào để nó ra cái sản vật này? Tức là đi làm rượu gì hay là làm ramen? Làm ramen thế này. Làm ramen thì nó có tầm khoảng 25 loại cây. 25 loại cây. Vâng. Ông có nhớ cây gì không? Ôi, có nhiều cây thì biết tên, có nhiều cây thì biết tên rồi. Vâng, rồi 25 loại cây. Sau đó làm gì ạ? Sau đó là về với tức là chế tác ra thành nước. Chế tác thành nước. Xong mới ngâm với gạo. Chế tác thành nước và ngâm với gạo. Vâng. Thì nó mới ra một cái sản vật mà nó màu trắng như thế này à? Vâng. Ngâm với gạo xong về mới là làm thành quả này. Xong vâng. Bắt đầu ủ, cái công đoạn ủ nữa. Một cái viên như vậy thì làm từ cái lúc mà hái cây về làm ra một cái viên như vậy thì bao nhiêu lâu ông? Như vậy là ấy cái đi lấy lá thì không biết đâu được tính đâu. Rồi. Tìm khắp nơi thì lâu đúng không ạ? Chứ còn về làm đó thì nó tầm khoảng độ nếu mà rét thì tầm khoảng 4 ngày. Nếu mà rét như thế là 4 ngày, nếu mà không rét thì lâu hơn hay là trời nóng thì có thể nó nhanh hơn. À nóng thì nhanh hơn, tức là phơi hả ông? Phơi hả? Không phơi, tức là nặn nó thành quả rồi. Nặn thành viên. Thành vào ủ vào. Vâng. Vâng. Ủ vào ổ rơm. Ủ vào ổ rơm à? Ổ rơm. Đến khi nó nhẹ đi. Nó phát tức là nó có mùi không ông? Nó lên bốc ấy. Có mùi không? Nó có mùi không? Khi nó phát mùi thơm nó lên bốc thì lúc bây giờ. À mùi thơm. Vâng. Sâu vào. Sâu cái này 10 ngày sau mới thành như thế này. 10 ngày sau. Nhưng mà nó gọi là cái này là
nó gọi là hạt hay là viên? Quả men, à, quả men đá. Quả men để mà làm rượu men lá. À. Cái quả men này làm từ các cái hương liệu, như ông nói là 25 loại cây. 25 loại hương liệu. Vâng. Pha với bột gạo nếp để làm ra cái quả này. Và để đồng bào dùng cái quả này để mà cấy vào để nấu, làm men để nấu rượu. Nó thì mới ra rượu ngon. À. Chứ còn ở trên thị trường bây giờ là gần như là không có rượu men lá đâu, rất ít. Cháu là đặt một cái người bà con là chuyên nấu về cái rượu men lá này ở Khánh Hòa ấy. Vâng. Thì cháu là nấu được bao nhiêu cháu mang về Yên Bái cho bạn bè. Cháu trả tiền ông đây. À nhưng mà anh Sĩ ơi, vậy cái này là một sâu như vậy là 10 viên thì nấu được một bao mấy lít? Cứ 10 viên thì nấu được một yến gạo thôi. Một yến gạo. Không được đâu. Một yến gạo thì phải có 25 quả. 25 quả. 25 quả. Vâng. Vâng, vâng, 25 viên. Vâng. Rồi rồi. À. À thế như vậy là cái men này để mà nấu rượu cũng là đắt đấy ông ạ. 25.000 tiền men rồi đúng không? Vâng. Với lại gạo nữa, với lại quy trình để mà sản xuất ra, cho nên cái giá thành của rượu men lá là cháu vẫn mua là 35-50 nghìn một lít đấy. Đúng chứ rồi. Không phải là vài nghìn, vài chục, một hai chục nghìn là không được rượu ngon đâu. Nhưng mà cái món men lá này là của người dân tộc Tày mình ạ. À? Người Tày, người Giao. Người Giao, người Mông có không anh? Người Mông không chắc là không biết làm nhỉ bác nhỉ. Người Mông nói chung là không rõ lắm nhỉ. Nhưng cứ người dân tộc mình là biết làm này, người Tày với người Giao. Thế ông là người Tày hay là người Giao? Người Nùng vẫn làm mà. Người Nùng với người Tày là. Thế cái rượu men lá với là cái rượu thường thì nó khác nhau thế nào ạ? À? Nó khác cái là cái công đoạn làm ra rượu của nó rất là lâu. Vâng. Nếu mà mùa rét thế này thì có thể tới 20 đến 25 ngày mới được một chu kỳ. Một chu kỳ. Vâng. Mới được một nấu rượu. Vâng. Nhưng mà ở đây ông phải nói cho nhà báo Quang Trường là rượu này nó thơm, nó ngon và nó không đau đầu. À, uống không đau đầu. Ờ đấy, thơm, ngon, không đau đầu. À, đấy, hôm nay chúng tôi là được tìm hiểu thêm về cái món, tôi thì tôi nghe thấy món rượu men lá nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy cái viên men nó như thế nào. Đây, hôm nay ta thấy viên men đây. Thấy cái viên men đấy. Cũng lâu lắm rồi đấy, tôi từ thời đi công tác bây giờ mới quay lại mới gặp cái viên men lá này đấy. À. Bởi vì lúc còn nhỏ thì bà mẹ tôi làm được, nhưng bà mất đi rồi là sắt chuyển. Và không cái biết này, làm nữa. Và cái này chỉ là thủ công thôi, không làm có làm thủ công anh ơi. Vâng, vâng. Thủ công hết. Vâng, vâng. Vâng. Chúng tôi mong có dịp nào để gặp xem ông người Nùng này để làm cái viên nó như thế nào. Cảm ơn ông nha. Rồi, chúc ông nhé. Sức khỏe nha. Rồi. Vâng ạ. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.